Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Lương Cán Bộ Công Chức. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin mức lương công chức văn phòng thống kê cấp xã trình độ trung cấp hiện nay. Để xác định mức lương công chức văn phòng thống kê xã, chúng tôi căn cứ pháp lý. Thứ nhất là căn cứ vào Nghị định số 204-2004 NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ hai là căn cứ vào Nghị định số 34-2012 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2012 về chế độ phụ cấp công vụ. Thứ ba là căn cứ và Nghị định số 92-2009 NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Thứ tư là căn cứ và Thông tư Liên tịch số 03-2010 ngày 27 tháng 5 năm 2010 hướng dẫn Nghị định số 92-2009 NĐ-CP. Thứ năm là căn cứ và Thông tư Liên tịch số 11-2005 ngày 5 tháng 1 năm 2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực. Thứ sáu là căn cứ và Nghị định số 34-2019 NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 về sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Thứ bảy là căn cứ và Nghị định số 38-2019 NĐ-CP ngày 9 tháng 5 năm 2019 quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Thứ 8 là căn cứ và Điều 10 Thông tư 13-2019-TT-BNV ngày 6 tháng 11 năm 2019 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Sau đây chúng ta cùng qua bảng tính lương công chức văn phòng thống kê xã. Đây là bảng tính lương công chức cấp xã hiện nay đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 chúng tôi đã xây dựng sẵn. Để xác định được mức lương công chức văn phòng thống kê cấp xã trình độ trung cấp, chúng ta cần xác định. Thứ nhất, đối với trình độ trung cấp gồm 12 bậc lương. Tương ứng với 12 bậc lương với các hệ số khác nhau, chúng ta cùng lần lượt tính từng hệ số theo từng bậc lương. Thứ nhất, đối với bậc 1, hệ số 1,86, chúng ta nhập 1,86. Lương cơ sở hiện nay là 1.490.000. Phần trăm công vụ, công chức xã là 25%. Hệ số khu vực tùy từng địa phương, chúng tôi lấy bình quân là 0,2. Chúng ta sẽ ra được tổng lương là 3.762.000. Trong đó lương chính là 2.771.000. Phần trăm công vụ là 692.000. Khu vực là 298.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm, số tiền nhận được là 3.540.000. Tiếp theo đối bậc 2, hệ số 2,06. Tổng lương sẽ là 4.134.000. Trừ tiền bảo hiểm, số tiền nhận được sẽ là 3.889.000. Tiếp theo đối với bậc 3, hệ số 2,26, chúng ta nhập 2,26. Tổng lương sẽ là 4.507.000. Số tiền nhận được là 4.237.000. Tiếp theo đối với bậc 4, hệ số 2,46. Tổng lương sẽ là 4.879.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm, số tiền nhận được là 4.586.000. Tiếp theo đối với bậc 5, hệ số 2,66, chúng ta nhập 2,66. Tổng lương sẽ là 5.252.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm, số tiền nhận được là 4.935.000. Tiếp
tiếp theo. Đối với bậc 6, hệ số 2,86. Tổng lương sẽ là 5.624.000. Trừ tiền bảo hiểm, số tiền nhận được sẽ là 5.283.000. Tiếp theo, đối với bậc 7, hệ số 3,06. Tổng lương sẽ là 5.997.000. Số tiền nhận được sau khi trừ đi tiền bảo hiểm 5.632.000. Tiếp theo, đối với bậc 8, hệ số 3,26. Tổng lương sẽ là 6.369.000. Trừ tiền bảo hiểm, số tiền nhận được sẽ là 5.981.000. Tiếp theo, đối với bậc 9, hệ số 3,46. Tổng lương sẽ là 6.742.000. Số tiền nhận được sau khi trừ đi tiền bảo hiểm là 6.329.000. Tiếp theo, đối với bậc 10, hệ số 3,66. Tổng lương sẽ là 7.114.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm, số tiền nhận được là 6.678.000. Đối với bậc 11, hệ số 3,86. Tổng lương sẽ là 7.487.000. Số tiền nhận được là 7.027.000. Tiếp theo, đối với bậc 12, hệ số 4,06. Tổng lương sẽ là 7.859.000. Sau khi trừ đi tiền bảo hiểm, số tiền nhận được là 7.375.000. Đây chính là mức lương công chức cấp xã, văn phòng, thống kê, trình độ trung cấp. Mức lương sẽ dao động từ 3.540.000 cho tới 7.375.000, tương ứng với 12 bậc lương và hệ số từ 1,86 cho tới 4,06. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.